xin chào quý vị và bà con ngư dân. Lúc 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo thì bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và tiếp tục mạnh thêm. Những diễn biến mới nhất của cơn bão Chaba sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, vùng có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 15 cho tới 20,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112 đến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Còn vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, gây biển động. Đến với các tuyến hải trình ra vào đảo, trong đêm nay và ngày mai, mặc dù chưa chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão số 1, tuy nhiên trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ, thời tiết cũng chuyển xấu với mưa dông và gió giật mạnh đi kèm, nên gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Sau đó, sang ngày 2 tháng 7, gió xoáy mạnh tiếp tục tăng trên tuyến hải trình này, tình trạng biển động mạnh, sóng lớn cùng với mưa to xuất hiện. Tàu thuyền cần gấp rút tìm nơi trú ẩn, hạn chế ra khơi xa trong những ngày này. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 24 giờ tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con ngư dân cho các bản tin tiếp theo.